Nếu mà bỏ ra 40 triệu đồng để mua bộ dàn karaoke thì các bác và anh em nên cân nhắc ngay bộ dàn karaoke ngày hôm nay, vì nó vừa hay, nó còn vừa đẹp nữa để chúng ta trưng bày trong không gian gia đình. Với chất âm thì rất là mạnh mẽ và rất uy lực, như là chúng ta đang hát ở trong một cái phòng hát kinh doanh chuyên nghiệp vậy. Và thiết kế thì các thiết bị đều đồng bộ cùng một thương hiệu và những thiết bị hiện đại nhất, cho nên nó rất nhỏ gọn và nó rất dễ sử dụng. Sau đây mời các bạn và anh em cùng nghe thử nhá. Cùng nghe thử bộ dàn karaoke ngày hôm nay chỉ có duy nhất là 4 thiết bị thôi, gồm một đôi loa full VA12 bát 30 chép kèn, công suất mạnh mẽ lên tới 1200W một thùng này. Một chiếc loa siêu trầm bát 40 S1500 Pro cũng công suất lên tới 1500W, đánh rất uy lực và rất mạnh mẽ. Và hai cái phiên bản màu này đều đồng màu với nhau nhá, rất phù hợp với không gian gia đình nội thất bằng gỗ. Và trung tâm điều khiển là một chiếc đẩy liên vang X22 Pro, tích hợp tất cả trong một, đơn vừa là cục đẩy vừa là vang số, chống hú tự động, có giải mã âm thanh rất trong trẻo ngọt ngào và rất nhiều chế độ hát, từ dành cho người không biết hát cho tới người hát như ca sĩ đều rất ok các bác nhá. Và không thể thiếu được một bộ mic không dây W321, hát nhẹ, hút mic, tiết kiệm pin. Và ngay sau đây mời các bác và anh em cùng nghe thử nhá. Trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông giá băng anh đã chờ, mùa đông ai ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mất tình lại buồn hay sao? Anh đã nguyện một đời yêu em, dù cho nét son môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hơn lờ, và dù năm tháng phôi phai.